Chào các bạn, thời gian này mưa gió nên là tỷ lệ laptop nó hỏng rất là nhiều. Đấy. Con này tôi vừa nhận của khách về thì họ nói là con này hỏng bàn phím. Vậy là tôi thử test cái bàn phím xem nó hỏng hóc như nào, có hướng để thay thế. Đầu tiên là tôi quét qua, tôi vệ sinh qua cái máy này để xem nó như này. Để, dùng một cái chổi sơn bật máy lên kiểm tra xem là cái bàn phím nó như nào. Đấy. Đầu tiên là nó không không thơ. À, cái bàn phím nó không lên rồi. Bật lại một lần nữa xem. Rồi. Bàn phím đã không nhận một cái bàn phím nào cả. Đó. Cắt chút anten cũng không được các bạn ạ. Boot menu ta di chuyển các phím này không được. Đó. Con laptop này là laptop Lenovo G480. Phải nói với các bạn là thời gian này tôi xử lý những cái lỗi về laptop Lenovo với cả Acer thì khá là nhiều. Phải chăng là đến cái thời điểm này cái những cái dòng laptop này nó đang đang lỗi, đang gọi là thời kỳ đi xuống rồi, đúng không ạ? Đó. Rồi, ok, con này lỗi như thế nào ta phải tắt sống, xong rồi tôi sẽ tiến hành tôi tháo bàn phím tôi thay. Đầu tiên là để mà tháo thay bàn phím này ta cũng làm như thường lệ là ta tháo cái pin. Đó. Pin laptop rồi. Pin laptop G480. Đối với những cái dòng laptop này chúng ta phải quan sát cho cái phím chúng ta cần thay ấy, ta để ý xem nó có những cái ốc nào đấy. Hiện tại là đấy, tôi quan sát là cái phím mà phím mới của nó là có ba cái vị trí ốc này, ba vị trí ốc này đấy, ba vị trí ốc này tương đương với ba cái ốc chúng ta cần phải tháo ra. Đó, các bạn phải 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 nhanh ở cái chỗ đấy, đúng không ạ? Để tôi bấm cái bàn phím, bấm bàn phím như này, đúng không ạ? Ta bấm cái bàn phím này thì đúng ba cái vị trí, ba vị trí ốc. Ba vị trí ốc này thì nó sẽ nằm đúng lại, đúng không ạ? Đấy, tôi đặt ở vị trí này đúng không ạ? Thì các bạn đặt xuống dưới này chứng tỏ ba cái bàn phím, ba cái ốc này nó sẽ nằm ở thứ nhất là vị trí này, đúng không ạ? Một cái nó nằm ở vị trí này, một cái nó nằm ở vị trí này. Thì ta quan sát là ta nhìn thấy cái biểu tượng của bàn phím là nó nằm ở đây, đúng không ạ? Còn hai cái bàn phím này nó nằm ở trên ở trong cái nắp này. Cái gì đây? Việc tháo lắp bất cứ linh kiện nào thì chúng ta phải để ý. Cái
Hai cái ốc còn lại thì nó nằm ở bên dưới cái nắp này. Ta tháo cái nắp này còn gọi là mặt D của nắp tô ạ. Tháo cái mặt D ra. Đậy. Đó. Ta đẩy cái mặt D ra. Cái nắp tô này khá là mới. Hiện bây giờ vệ sinh luôn các bạn. Đây, một cái ốc thì nó nằm ở vị trí này. Đó. Có hẳn cái biểu tượng của bàn phím này. Còn một cái ốc còn lại. Một cái ốc còn lại thì nó là nằm tự đứng lại. Đó. Một ốc còn lại thì là vị trí này. Ốc thì còn lại nó nằm ở đây. Kem nó che hết. Các bạn đã tháo được ba cái ốc này ra, đồng nghĩa việc chúng ta đã cậy, có thể cậy được cái laptop này, bàn phím của laptop này. Bạn dùng một cái bẩy nó ra này. Chúng ta gảy cái nắp kiện này ra. Sau khi đã tháo được cái laptop này ra, tháo được cái bàn phím ra thì ta sẽ tiến hành ta thay thôi, đúng không ạ? Ta tiến hành ta thay thế. Nhưng nhân đây tôi sẽ giới thiệu qua các bạn là một số cái linh kiện của con laptop Lenovo G480. Đây là cái ổ cứng này. Ổ cứng HDD này. Đây là thanh RAM. Đấy, bộ nhớ tạm thời, bộ nhớ ngẫu nhiên, bộ nhớ đệm ấy. Đấy, bộ nhớ RAM. Đây chip nằm ở dưới này, quạt chip nó sẽ ở đây. Tiếp theo là vị trí cái đây là các wifi, đây là ổ CD. Đấy, pin CMOS, đúng không ạ? Đây là một số cái linh kiện cơ bản chúng ta cần phải nắm để khi nó lỗi hỏng hóc là ta có thay thế. Đó, để thay thế những cái này thì khá là đơn giản, ta có thể tháo ra nắp ra, nắp vặn ốc ra. Sau đây ta tiến hành ta thay. Đây cái bàn phím mới của tôi đây. Đó. Đầu tiên là thay bóc cái lớp này này. Đấy. Đó. Lớp này ra mục đích là thật. Đấy. Dán vào đúng không ạ? Đấy, xong rồi tiến hành người ta thay. Đấy, ta bẻ lại cái bàn phím nhé. Đấy, tiến hành ta thay. Đấy. Các bạn nhớ là chúng ta đẩy đều nhé. Đây đây. Chúng ta ốp cái miếng nhựa này xuống. Đó. Đó. Đấy. Đấy. Sau đấy là ta ấn xuống, ấn đều các bạn nhé. Đấy. Bây giờ nó kêu tạch cả. Việc tiếp theo là ta sẽ bắt ốc vào những cái vị trí của chân bàn phím. Để mà bắt được ốc ấy thì tôi như các bạn là các bạn là một tay ấn giữ cái bàn phím này, một tay. Khi nào bạn chúng ta bạn vừa tay nhé.
mục đích của cái giữ ốc này là để cái bàn phím nó đỡ phải trôi ra. Đó. Lắp cái mặt đê vào. Cái mặt đê ta đặt để nhá, thẳng nhá, đẩy vào. Đây, ta lắp đủ hết rồi, ta lắp đủ ốc vào. Sau đây ta lắp, cuối cùng ta lắp vào pin này vào. Để ta thử test cái bàn phím. Đấy, ta khóa vào nhé. Đây. Đỏ, đỏ đây là nó mở ra này. Đấy, cái nóng đỏ này vào là ta đóng vào. Ta mở ra. Đấy. Để ta vào. Đấy. Đây là phím ta đã sử dụng bình thường. Tuy nhiên là ở trong cái BIOS này thì ta chưa 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 nắm được cái phím nó có lỗi hay không. Tôi hướng dẫn các bạn vào trong trong Windows để tôi hướng dẫn các bạn test bàn phím. Lần sau chúng ta có thể test được lỗi những phím nào hoặc là chúng ta sẽ xử lý với khách hàng. Tôi sẽ bật máy lên. Phải nói là cái dòng Lenovo LG từ G7 450, 460, 470 là những dòng máy khá là bền. Tốc độ nó thì tùy vào cái từng dòng máy. Đây, cái linh kiện của chúng ta phải bẻ khóa. Đúng ạ. Đó, bây giờ tôi sẽ vào một cái trang web để test cái bàn phím. Để test bàn phím này, các bạn vào trang web như sau nhé. Các bạn gõ cho tôi trong cái ô tìm kiếm của Cốc Cốc nhé. Các bạn gõ là test keyboard, test keyboard này, các bạn nhớ nhé, đây, test keyboard này, vào tìm kiếm nhé, đây các bạn vào cái phần trang là test keyboard, keyboard test online, đây, các bạn ấn vào đây, thì nó sẽ hiện lên một cái trang là toàn bộ những cái bàn phím. Đó. Đấy, tôi có thể ấn nhá. Đây là đấy, dòng bàn phím này. Tôi chọn bình thường đó. Đó. Đúng không?
tất cả các phím đây đều chạy bình thường. Các bạn không nên ấn những cái phím trên này nhé. Những phím chức năng từ Escape F1 đến F12 này là phím chức năng thì có thể nó hiện thị ở trong này luôn, thì nó có thể làm mất một số cái cài đặt trên máy. Kể cả trước lúc test, trước lúc vào được máy ấy, chưa vào được máy, chúng ta cũng vào trong web chúng ta test như này, thì chúng ta sẽ giải thích với khách hàng là đây, những cái phím là lỗi. Những phím là lỗi là những phím mà hiện lên cái biểu tượng màu xanh nhé các bạn nhé. Thế là ý là mình không ấn được ạ. Còn những phím nào mà ấn được bình thường thì nó sẽ hiện lên từ màu trắng này này, mà hiện lên luôn cái thanh công cụ này. Đấy. Đấy. Trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn về cái test phím với cả thay bàn phím của con Lenovo G480. Hy vọng qua video này các bạn có thể tự tin để xử lý những cái trường hợp lỗi bàn phím. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của tôi.